tân nhê a tít tân nhê quá ca mê su an tá rô cú rú tê quá xăm bút pa ní hề quá phá chí nan tăng gia sát tá má ná sằng ná răng a tít tân nhê quá ca mê su. Anh ta cô rú, cú rú tê quá xăng. Út bà ní hề quá phá chí nành tăng. Già sát tá má xăng ná răng. Á tiếp tình nhề quá ca nề xú. Anh ta cô cú rú tê quá xăng. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn. Đã bị chết chứ phục bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi, coi chừng thần chết tới nơi, bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong, mến mời động tay của Sip Rạng Đông. Sa thú cụ Cẩm Dân, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thamachari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 48. Bất phà ni hề qua ba chi nằm tầng và sa ta ma na sẵn na rằng a tức tầm nhề qua cà mê su ẩn ta cổ cú rú tê qua sẵn. Bất phà ni hề qua ba chi nằm tầng và sa ta ma na sẵn na rằng a tức tầm nhề qua cà mê su ẩn ta cô cú rú tê quá sẵn. Bốc phà ni hề quá ba chi nằm tăng và sa ta ma na sẵn na rằng a tức tầm nhề quá cà mê su ẩn ta cô cú rú tê quá sẵn. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc và ni hề quả ba chi nằm tăng và sa ta ma na sẵn na rằng a tức tầm nhề quá ca mê su anh ta cổ cú rú tê quá sẵn. Ai còn thu nhặt qua hương, đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi, coi chừng thần chết tới nơi, bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời bàn tay quý vị, không biết cô Thamachari có lên kệ được không? Kính mời cô. Kính mời Sĩ Sái Minh, Sĩ Tina. Con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn mới dựa vào đạo tràng. Con xin xuống mít, kính mời quý vị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Mái Chari. Ái Minh kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Rạng Đông. Con xin phép trả bài câu Pháp Cú số 48. Cảm ơn huynh trưởng. Bất phà ni hề quá ba chi nành tầng và sa ta ma na sằng na rằng a tí tần nhề được quá cà mê số an ta cô cú ru tề quá sằng.
Bức phà ni hề quá ba chi nành tầng và sa tam na sằng na rằng a tít tần nhề quá cà mê su an ta cô cú ru tề quá sằng. Bức phà ni hề quá ba chi nành tầng và sa tam na sằng na rằng a tít tần nê nhề quá cà mê su an ta cô cú ru tề quá sằng. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Phá ni qua pa chi nan tăng thì gia sa tam na sang quân na rằng a ti tan nhe qua ca mi su anh ta cô cô ru tề qua sân bước và ni hề quá ba chi nành tầng về gia sát ta na sân na rằng a tí ta nhê quá ca mê số anh ta cô cô ru tề quá sân ai còn thu nhặt hoa hương đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi coi chừng thần chết tới nơi bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, minh mời Sipina tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 48. Puppa ni he wa pachi nan tang cha san tamana san nan ati tan ye wa ka me su an taku ku te wa san. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pum pa ni he wa pa chi nan tang pa yan sa ta ma na sang na rang an ti tan ne wa ka me su an ta ku ku ru te wa sang. Pum pa ni he wa pa chi nan tang và san san tamana san na rằng an thi tan ye wa ka me su an ta ku ku te wa san. Ai còn thu nhặt hoa hương đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi coi chừng thần chết đến nơi bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sathu, sathu lần thay tinan. Nam mô Phuttaya, nam mô Thammaya, nam mô Sangkhaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh pháp cú số 48. Bù pha ni hê wa pa chi nan tăng bia sa ta ma na sang na rang a ti tan ye wa ka me su an ta ko ku ru te wa sang. Bù pha ni hê wa pa chi nan tăng bia sa ta ma na sang na rang a ti tan ye wa ka me su an ta ko ku ru te wa sang. Pu pa ni he wa pa chi nan tang ya sa ta ma nang na rang a ti tan ye wa ka me su an ta ko ku ru te wa sang. Pu pa ni he wa pa chi nan tang biasa ta mana sang na rang ati tan ye wa ka me su ataku kuru te wa sang. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Địch của Ngài Minh Châu. Ai còn thu nhặt hoa hương đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi coi chừng thần chết tới nơi bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu.
bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha. Dạ dạ Xích Nhật Huyền đã trở lại room chưa? Alo, kính mời Xích nha. Dạ sa thủ sa thủ, kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ cảm ơn Xích Đàn Đông cho Nhật Huyền biết được tín hiệu. Nam Mô Phật Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người giàu đạo tràng. Dạ cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chắc con là người trả bài cuối cùng rồi. Dạ con xin được. Dạ con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh 48. Cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Ni hề và ba chi nan tăng và sa tâm na sang na rằng atit tan nhẹ và cà mê su an tắc cơ cu ru tề và sang bút và ni hề và ba chi nan tăng bề và sa tâm na sang na rằng atit tan nhẹ và cà mê su an tắc cơ Guru Tề Qua Sằng, người nhặt các loài hoa, ý đắm sai tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và xin được kệ. Bụt Ba Ni Hê Hòa Ba Chi Nan Tăng Bơ Gia Sa Tam Ma Na Sang Na Răng Hà Ti Tân Nhê Hòa Ca Mê Su Anh Ta Cô Cú Rù Tê Hòa Sang Phật Ba Ni Hê Hòa Ba Chi Tân Tăng Mơ Gia Sát Ta Mà Na Sang Na Răng Hà Ti Tân Nhê Hòa Ca Mê Su Anh Ta Cô Cú Rù Tê Hòa Sang. Ai còn thu nhặt hoa hương, nắm sai tham nhiễm bên đường chẳng thôi. Coi chừng thần chợt tới nơi, bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức đã cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 48. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná. Thì Na Cô ấy Minh Xích Rạng Đông Cảm Vân đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì còn sớm 2 phút, nên con thấy có Đại Đức Minh Mẫn vào đạo tràng rồi, nên chúng con xin phép được thỉnh Pháp Sư để chúng con học bài sớm. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Ya Nam mô Sang Kha Ya Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng à, trò hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu ba cõi rõ đường an vui tham thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm quân lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp à, 45 hạ giáp vẹn toàn
Một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ khung thịnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 49. Nhục Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học, và Nhục Quỳnh cũng kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư. Bạch sư. Dạ, sa thủ lành thai, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng đến câu kệ pháp cú số 49. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ. Ya tha pi pha ma ro pup phang. Ya tha pi pha ma ro pup phang. Đoạn thứ hai. Quan na gan thăng. Cái cụm từ này quý vị tắt nó ra. Quan na gan thăng rồi là a he tha dân. Tắt ra vậy đó mình này dễ thấy hơn là để nguyên. Quan na gan thăng a he tha dân. Đoạn thứ ba. Pa lê ti ra sa ma đà dạ. Pa lê ti ra sa ma đà dạ. Đoạn thứ tư. E quang ga mê mũ ni cha rê. E quang ga mê mũ ni cha rê. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, ya tha pi. Từ này chúng ta tách cũng được mà để nguyên cũng được. Và thường khi mà từ này nó đi chung vậy đó thì chúng ta dịch chung. Ya tha pi cũng như. Chúng ta lại có một cái câu kệ khác đó là ya pi ya tha pi ra sim như từ một đống hoa. Là búp phân Rasimha hay là Rasimha búp phân. Thành ra cái từ Yathapi chúng ta để chung vậy. Yathapi có nghĩa là cũng như.
Đó xem như là một cái trạng từ. Và ở trong câu này chúng ta sẽ có một cái cụm thành ngữ trạng từ. Giá tha bí chấm chấm chấm, hê quăng chấm chấm chấm. Từ thứ hai, phá má rô. Phá má ra chia theo chủ cấp số ít. Phá má ra có nghĩa là con ăn. Từ thứ ba, cúp phân. Cúp phân đây là cái từ topic của phẩm, phẩm hoa. Cúp phân mình dịch là hoa hay là bông. Và thường đó, mình hay dịch chung ghép là bông hoa. Cúp phân chia theo đối cách. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, quanh nó gan thăng. Quanh nó gan thá chia theo đối cách. Chia theo cách thứ hai. Quanh nó gan thá đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Quanh nó cộng với là gan thá. Quanh nó dịch là sắc đẹp. Gan thá dịch là mùi hương hay là mùi thơm. Mùi thơm. Từ thứ hai, a hê thái dân, đây là một từ chúng ta tách ra. A cộng với là hê thái giá. Tiếp động ngữ á có nghĩa phủ định, không chẳng. Hê thái giá. Xin lỗi quý vị, hê thái dân. Thái dân là hê thái dân tá. Hê thái dân tá là hiện tại phân từ của cái động từ hê thê tí hoặc là hê thái giá tí. Hê thái danh tá mà chia theo chia theo đối cách thành ra nó có cái hình thức là ăn. Hê thái danh. Rồi hê thái danh tá có nghĩa là cái này nó có rất là nhiều nghĩa, xin thưa quý vị. Làm tổn hại nè, quấy rầy nè, làm tổn thương nè, làm phiền. Mà a hê thái văn, a hê thái giá, a hê thái văn tá đó, thì có nghĩa là không có làm tổn hại, không có làm tổn thương, không có quấy rầy, không có làm phiền. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, pa lê tí, đây là động từ. Pa lê tí. Nó có cái động từ thụ động là pa la gia tí. Pa la gia tí. Pa lê tí. Tiếng Anh họ dịch là to run, run away. Là bỏ đi. Mà đối với ông đó thì là bay đi. Rồi nó cũng có một cái nghĩa khác nữa là gách chất tí. Đồng nghĩa với gách chất tí là đi đến. Thành ra pa lê tí ở đây chúng ta lấy hai nghĩa là bay đi. Đối với cái ngữ cảnh này hết xin quý vị. Bay đi hoặc là đi đến. Từ thứ hai, rasa ma đa giá. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Rasa cộng với là a đa giá. Rasa là rasa chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là rasa.
Rasa là có nghĩa là cái vị, vị hay vị, vị hay là vị chất. Nhưng mà đối với bông hoa đó thì mình dịch là nhụy hoa. Rồi adaya. Adaya đây là một cái bất biến quá khứ phân từ của động từ adi. Adati có nghĩa là lấy hay là mang đi. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên E1, cái câu 1 chúng ta thấy có chữ Yathapi, mình dịch là cũng như. Thì E1 đó, mình dịch là cũng vậy. Hoặc mình dịch là như vậy. Như ở trong nhiều cái bài kinh đó, chúng ta nghe đó, E wa me su tăng e căng sa ma văn phát cả qua. Là như vậy tôi nghe. Từ thứ hai ga mê. Ga mê là ga mát. Chia theo cách thứ 7 số ít. Cách thứ 7 quý vị thường nghe đó, người ta gọi là định sở cách. Sattami. Sattami vipatta. Cách thứ 7. Ga ma là làng. Mà cách thứ 7 thì là trong làng, tại làng, ở làng. Từ thứ 3 muni. Muni là muni mà chia theo số nhiều chủ cách. Thành ra nó có cái hình thức là Muni. Muni là bậc ẩn sĩ. Rồi từ cuối cùng Chare. Chare là động từ Charati mà chia theo cái động từ Muni đó, xin thưa chị, chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là Chare. Khả năng thì thường đó là mình sẽ dịch đó là nên, có thể. Rồi charati đó có nghĩa là sinh sống hay là thực hành. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là đào ha. Chữ chare chara này mình thấy rất là nhiều từ, thí dụ như charata là hành tạng. Chá rá này đó còn có cái hình thức là chá ri đó, thăm chá ri đó là người thực hành theo pháp. Thành ra chá rê ở đây chơi là động từ, cái động từ chá rá tí là sinh sống thực hành. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Dạ tha pí cũng như pháp mã rô, con ong hay là loài ong gì cũng được. Rasa madaya, cái ngôn từ từ Bali đó không không có nằm theo thứ tự về đó xin thú vị. Thì thành ra khi mà mình dịch đó, dịch chủ trạng từ nè, chủ từ nè, rồi cái mới đến là bất biến quá khứ phân từ nè, rồi đến hiện tại phân từ nè. Rồi cái bắt đầu đó mới đi theo thứ tự. Là danh từ, tính từ, như gì đó. Dạ tha pi cũng như pháp ma rô, con ong. Rasa ma đà giá là sau khi lấy nhụy, nhụy hoa đó. Sau khi lấy nhụy hoa nè. A hê tha văn không làm tổn hại quanh á gan thân sắc đẹp và mùi thơm. Pa lê tí là
đi đến hay là rời bỏ cũng được ha. Quốc phân bổng hòa. Ê quăng cũng vậy. Mu ni bậc hiền sĩ hay là bậc ẩn sĩ. Cha rê nên sống. Ga mê. Mình dịch đảo lại. Bậc ẩn sĩ nên sống, nên sinh sống tại làng. Ê quăng cũng như vậy. Và đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 49. Và đó là văn dịch của chúng tôi, xin thưa quý vị. Căn cứ theo cái ngữ pháp Pali để mà dịch vậy. Quý ai giỏi văn chương hơn tí thì mình có thể gọt giũa lại để cho câu văn nghe nó trôi chảy, dễ nghe hơn. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 49. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang nammami Supatipanno bhagavato sāva saṅkho saṅkhaṁ nammāmi Puratanatthayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương chư Phật. Tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Râm Pháp Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 49. Câu kệ này nằm trong phẩm Bất Phá Quát Cá là phẩm qua. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự gần thành Sa Quách Thi. Đề cập đến ông bá hộ keo kiệt. Macchariya Kosiyasit Thiwathu. Macchariya là người keo kiệt. Sẽ thi là ông trưởng giả. Ông trưởng giả keo kiệt. Tương truyền rằng cách thành Rajagaha không có xa lắm. Có một cái thị trấn tên là Sakara. Ở đó có ông bá hộ Macchariya. Gia tài lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Ông bá hộ này đó thì chẳng bao giờ biết bố thí cho ai cả. Rồi tự mình đó, thì cũng xài rất là chắc chiêu, ít ỏi. Cho đến những cái người thân ở trong gia đình của ông đó, như là vợ con đó, thì ông ta cũng rất là bón rít, không có dám cho người thân hay là người xa lạ, người tu hành chi một cái chi cả. Thì một bữa nọ, sau khi mà xuất đại định trong cái buổi sáng sớm,
À, thì Đức Thế Tôn Ngài dùng Phật nhãn của mình quan sát thế gian xem ai hữu duyên tế độ thì Ngài tế độ. À, và ông Maccariya này đã lọt vào ở trong cái võng mạc của Ngài. À, thấy rằng, Đức Thế Tôn mới thấy rằng cái nhân duyên của hai vợ chồng ông Bà La Môn, ông trưởng giả này đó, cái nhân xin tôi, cái nhân bồ đề của hai vợ chồng ông bà ông trưởng giả này đó đã đến lúc trổ quả, đã đến lúc trổ quả. Thì thành ra đó là Ngài sẽ gián tiếp tế độ cho hai vợ chồng ông Bà La Môn này để nhân bồ đề được ra quả. Thì xin thưa quý vị đó, cách mấy bữa trước đó, ông trưởng giả này nè, ông mới đi dạo trong thành Ratchakaha để mà ý kiến đức vua. Trưởng giả thì thường có liên quan đến hoàng cung, có làm việc ở trong hoàng cung. Thì trên đường trở về nhà đó, thì ông gặp một cái người đang bán cái bánh tổ ong, rồi cũng có một vài người đó họ ngồi họ ăn, thấy rất là ngon mà. Và làm cho ông ta nó khởi lên cái sự thèm thuồng. Thì ông mới về đến nhà, ông nghĩ vậy nè, nếu mà mình nói ra cái sự thèm thuồng này đó thì chắc có nhiều người cùng muốn ăn với mình. Như vậy đó thì là mình sẽ phải tốn rất là nhiều cái nguyên vật liệu, tốn rất là nhiều của cải. Thôi tốt hơn hết đó là mình nhịn đi ha, mình nín đi, đừng cho ai biết hết. Và xin thưa quý vị đó, ông ta đã cố gắng dằn cái tâm thèm thuồng đó của mình. Ông ta làm bộ đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà khi cố quên đó, thì lòng lại càng nhớ thêm, cho nên cái sự thèm thuồng đó, đó nó đay nghiến ông ta, nó khiến cho ông ta đó cứ nhớ về nó mãi. Và cái sự thèm thuồng đó nó đay nghiến, nó hành hạ ông ta, khiến cho ông ta trở nên đó là ốm yếu gầy guộc. Rồi khiến cho ông ta đó là nằm luôn, xin thưa quý vị. Bà vợ thấy ông vậy đó, cái thành ra đó là mới đến hỏi ăn này kia, hỏi đủ thứ hết đó, ông có bệnh hoạn này kia kia nọ, cuối cùng hỏi ông có thèm thuồng ăn uống gì không. Thì lúc bấy giờ đó ông mới thú thật, ông nói, trên đường đi chầu vua về, tôi thấy người ta ăn bánh tổ ong, tôi thèm quá. Cái bây giờ bà nói, tưởng đâu gì nhà mình khá giả giàu có vậy, mấy cái bánh đó nó rẻ mà, chứ đâu gì đâu, tôi đi làm cho ông ăn. Xin thưa quý vị đó, ổng bản chất keo kiệt mà, cái ổng nói làm tốn kém lắm, nhiều người ăn rồi tốn lắm. Cái bà vợ đó, vợ ở chồng lâu ngày thành ra cũng hiểu tính, vậy thôi tôi làm cho ổng chứ tôi ăn thôi. Thì xin thưa quý vị đó, tôi làm cho ông chứ tôi ăn thôi là hai người ăn lắm. Thì ông này cũng thấy vậy, cũng tốn kém lắm. Thì ông mới nói bà đâu có thèm gì đâu mà bà ăn làm gì. Cái cuối cùng bà vợ hiểu ý nó, vậy thôi tôi làm cho mình không ăn được rồi. Cái ông ấy cũng sợ là làm ở dưới đó thì là mùi thơm bay ra, thì có người này người kia người ta tới. Thành ra đó là kêu bà vợ đó là chuẩn bị các thứ đem lên tuốt ở trên lầu 7 á, trên sân thượng đó, làm để trên đó đó có thể đó là người ta không có ngửi được mùi rồi người ta không chạy tới. Thì chuẩn bị tất cả các thứ đi lên ở trên đó xong, cái bà vợ đó là chuẩn bị đổ cho ông ăn.
Thì vì ông hai vợ chồng bà này đã lọt vào trong võng mạc của Đức Thế Tôn mà. Rồi là cái nhân bồ đề của hai vợ chồng bà này là chuẩn bị đến thời kỳ ra qua trổ quả. Thành ra Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho Tôn giả Mục Kiền Liên đi đến tế độ. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên đó đi lơ lửng trên hư không vậy đó, xin thưa quý vị. Đi lui đi tới vậy đó. Mà tướng hảo rất là quang minh, lục căn thanh tịnh. Đi lui đi tới trên hư không vậy, xin thưa quý vị. Ồ, cái ông này, cái ông rung động tim can, xin thưa quý vị. Ông nghĩ gì? Mình đã sợ gặp người này người kia. Thành ra đó mới đem lên ở trên đây nè, làm để mà ăn. Vậy mà bây giờ đó cũng có người đi theo mình lên ở trên chỗ này. Cái mới nói này ông Sa Môn, không có bánh cho ông đâu, ông hãy đi đi. Thì xin thưa quý vị đó, ông đủ vậy đó. Nhưng mà vì cái tâm từ tâm bi của một bậc thánh lậu tận đó, rồi là với cái trí tuệ hiểu biết của quý ngài về lợi ích của chúng sinh, biết rằng cái nhân bồ đề của hai chồng bà này đó chuẩn bị trổ quả rồi, cái thành ra đó là kể hai ông bà đuổi đuổi cũng ráng tế độ cho xong cái đã rồi đi. Thì đuổi vậy đó, rồi ngài cứ làm hết cái kiểu này tới kiểu kia, hết đi kinh hành rồi là phun khói nè, làm rất là nhiều kiểu cách vậy đó. Để kiếm làm sao đó cho hai vợ chồng ông bà này, một cụ thể đó là ông trưởng giả keo kiệt đó đó, khởi lên được niềm tin, để khởi lên thiện tâm, biểu hiện qua bằng khẩu hành, thân hành, như là có thể nói lời dịu ngọt nè, hoặc là bố thí hay là chắp tay cung kính lễ lại gì gì đó. Ngài đã làm, ngài dùng thần thông, ngài đã làm rất là nhiều phương cách. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, ông này ông cũng không có phục. Ông nói mặc dù đó ông Sa Môn có tài này kia kia nọ vậy đó, nhưng mà tôi cũng cúng dường đâu. Cái tâm tính keo kiệt của ông vậy đó. Xin thưa quý vị đó là ông đuổi ngay cớ nào đuổi, đuổi hoài đuổi quỷ đuổi cũng không có được. Thì ông mệt mỏi quá, cảm ơn bài bà. Thôi bà lấy một cái bánh cúng dường cho cái ông Sa Môn này, ông đi cho rồi đi. Thì xin thưa quý vị đó, ngược lại với ổng, ổng keo kiệt vậy ha, thì là bà vợ đó, bà lại có cái niềm tin, có cái sự thương mến đối với người tu hành. Nghe ông nói vậy bà hoan hỷ, cái bà mới đổ một cái bánh để cúng dường cho ngài múc cái lành. Ông kêu bà đó là lấy chút xíu bột thôi chứ đừng lấy nhiều quá. Thì bà cũng nghe theo lời ông vậy. Nhưng mà lạ thay, một chút bột đó nó đổ vô cái chảo một cái đó thì nó thành ra một cái bánh to đùng, to còn hơn cái chảo nữa. Cái ông thấy vậy đó, ông tưởng đâu là bà này bỏ nhiều bột, ông nói không được, 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 thôi để tôi làm cho. Cái ông mới giận lắm, bỏ vô chút xíu bột thôi, thì xin thưa quý vị đó, cái bánh sau nó cũng to hơn cái bánh trước. Ông thấy lạ quá, ông cứ làm hoài vậy đó. Làm hồi mệt, ông nói thôi bài bà, bà lấy đại cái nào đó cũng được, bà cúng dường cho cái ông Sa Môn này, ông đi cho khuất mắt cho rồi. Thì lạ thay, xin thưa quý vị, khi mà bà vợ lấy một cái bánh cúng dường cho ngài đó, thì nguyên cả một cái đống bánh đó nó dính lại với nhau. Hai ông bà đã cố gắng dùng sức để giật nó ra, nhưng mà cũng được. Cuối cùng cái mệt mỏi quá, xin thưa quý vị. Theo quý vị làm vậy có mệt không? Mình dằn dằn, cứ dằn co qua dằn co lại để rực ra được một cái bánh thôi đó. Làm vậy riết ha, mệt. Thì sao xin thưa quý vị? Mệt vậy thì bắt đầu là cái gì? Tâm thèm khát đó cũng giảm đi. Nó giảm đi. Giờ mới nói với bà vợ. Bà
tôi không thèm bánh nữa đâu. À, bà hãy đem cả giỏ sách này bà cúng dường cho cái ông Sa Môn này đi. Đó thì bà vợ của ông nghe vậy cho nên đó là mới cúng dường hết đến cho ngài. À, thì tôn giả Mục Kiền Liên đã thuyết pháp cho hai ông bà này nghe về ân đức của Tam Bảo. À, rồi giải cho họ biết về cái kết quả của cái nhân phước, cái việc làm nó như thế nào. Nhất là sự bố thí sẽ làm cho phát sanh tròn đủ đến thí chủ như trăng tròn mọc trong cái ngày rằm. Hai vợ chồng bà này được ngài thuyết pháp cho nghe vậy đó thì phát tâm trong sạch, rất là hoan hỷ, cho nên mới thỉnh ngài, bạch ngài, tôi xin thỉnh ngài an tọa ở đây đi để mà thọ thật. Cái tôn giả Mục Kiền Liên mới nói, này ông trưởng giả, Đức Chánh Biến Tri hiện đang ở tại chùa Kỳ Viên á, Đức Chánh Biến Tri muốn đổ bánh với 500 vị tỳ kheo tại đó nữa. Ngài sai tôi đến đây thuyết pháp để tế độ ông bà, rồi đưa ông bà với bánh sữa, bánh tổ mật đó, về chùa Kỳ Viên cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng. Vậy thì ông bà cùng với tôi chuẩn bị mau để đi đến chùa. Hai vợ chồng bà mới hỏi, bạch ngài, hôm nay Đức Bổn Sư đang ở đâu? Thì ngài mới lại cho biết đó là ở chùa Kỳ Viên, cách đây độ chừng 45 cho tuần gì đó. Thì ông bà này nghe vậy hoảng hồn, đường xá vậy sao đi được. Rồi là giờ này chuẩn bị đến giờ ngọ rồi. Cái tôn giả mới nói, nè ông trưởng giả, đừng lo ba chuyện đó. Miễn sao ông bà quan hỷ là được rồi, dù cho ở xa đó, thì ta cũng có thể đó là dùng thần thông đưa hai người đi được. Thì xin thưa quý vị, đó là tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông làm cái cầu thang bắt đến chùa Kỳ Viên, và chỉ trong một tích tắc thôi thì cả ba người đã đi đến đó cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng với Thánh Chúng. Thì sau khi dùng bữa xong, Đức Phật cùng với 500 vị tỳ kheo nói cho ông bà đó là thôi, đừng dâng cúng nữa. Đức Phật cùng với 500 vị tỳ kheo đó dùng bánh đã đủ rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó lúc đó bánh cũng vẫn còn. Cái thành ra đó là ngài dạy ông bà đó đem đổ cái bánh đó ngoài cái cổng chùa Kỳ Viên đó. Đó thì sau khi làm tất cả các cái việc vậy xong thì hai ông bà quay lại đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi sang bên. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới đọc kinh Phúc Chúc. Thì xin thưa quý vị, chúng ta hiểu đọc kinh Phúc Chúc đó, tức là ngài nói pháp cho hai ông bà này nghe đó. Thì sau khi dứt thời pháp do Đức Thế Tôn ngài thuyết thì hai ông bà này đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, tức là trở thành bậc, từ bỏ đi phàm phu tính để chuyển sang thánh tính. Thì hai ông bà mới đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với chư tăng xong, rồi lên cái cầu thang mà ngài Mục Kiền Liên đã làm đó để trở về nhà của mình. Từ đó về sau, ông Maccariya này đó không còn là Maccariya nữa, tức là không còn keo kiết bủn xỉn nữa, mà đem toàn bộ gia tài tài sản của mình có giá trị đến 800 triệu đồng tiền vàng để ủng hộ Phật pháp. Là để ủng hộ. Và đến ngày hôm sau, chư tỳ kheo mới ngồi họp ở trong giảng pháp đường, đề cao đến cái quy đức quy lực của tôn giả Mục Kiền Liên. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới đi đến, ngài hỏi cớ do duyên sự. Chư tỳ kheo trả lời vậy, cái ngài mới nói không phải, chỉ có kiếp này đó, tôn giả Mục Kiền Liên có cái quy đức thần lực để tiếp độ người ta vậy đâu.
mà nhiều đời nhiều kiếp rồi, Ngài cũng đã từng làm vậy. Tức có nghĩa đó là mình hiểu vậy ha. Không phải chỉ có Đức Phật Gautama đó thì ở trong kiếp này Ngài mới tế độ được nhiều người vậy. Cả kiếp trước khi còn là Bồ Tát Ngài cũng đã tiếp độ vậy. Điều đó có nghĩa đó là chư thánh hiền tăng hay là những người có phước, dù người đó có phàm, thì không phải chỉ có kiếp này đó mới ban ân huệ cho người khác, mà cả kiếp xa xưa mình cũng đã từng ban ân huệ cho người khác. Chính chỗ ban ân huệ cho người khác đó, thì thành ra đời này kiếp này mới có phước. Thì phước đó khiến người đó có thể được giàu có, khiến người đó có thể được quyền quy trong xã hội, khiến người đó có thể từ bỏ phàm phu tính để chuyển sang thành tịnh. Thành thử ra trong đời sống hiện tại đó, mà mình sống tốt đó, xin thưa quý vị, mình có của cải tài sản vật chất, có sức khỏe danh vọng địa vị, có trí tuệ khôn ngoan, thì rồi mình sống thiện sống lành, tức là sống lợi tha đó, giúp đỡ cho người này người đó, thì không phải chỉ có kiếp này đâu, mà đời xưa kiếp trước mình cũng đã từng vậy rồi. Do từng vậy thì thành ra đời này kiếp này mình mới có cái quả phước vậy. Chư thánh cũng vậy, chư Phật cũng vậy, rồi phàm phu có thiện tâm cũng vậy, cũng vậy. Thì sau khi Đức Thế Tôn Ngài tán thán cái công đức của tôn giả Mục Kiền Liên đó, tức là tiếp độ nè, tế độ nè, làm lợi ích đến người đại gia cư sĩ như vậy đó, thì Ngài mới thiết lên cái câu kệ: Ya tha pi pha ma ro pup phang wan na gan thang a he tha yang pa le ti ra sa ma da ya e wang ga me bu ne bu ni cha re. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở qua lấy nhụy bậc thánh đi vào làng. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Như ông kiếm chút mật thôi, sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhụy lót lòng, bậc thánh cũng vậy thông dong vào làng. Rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi, thì đây là ba cái bản việt dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật này dạy. Vậy thì đại ý của cái câu kệ này đó nói lên điều gì, xin thưa quý vị? Chúng ta đọc vô cái câu kệ nè, qua các cái bản dịch Việt đó, chúng ta nghe duyên sử đó, thì chúng ta thấy cái câu kệ này đó cho mình biết về mối quan hệ giữa người tại gia cư sĩ và người xuất gia. Người tại gia cư sĩ và người xuất gia. Vậy thì người tại gia cư sĩ ở đây đó được ví như cái gì? Được ví như đó là phúc phán qua. Còn người xuất gia đó được ví như là Pháp Ma Rô con ong. Quý vị có thấy vậy không? Cái chữ Pháp Ma Rô ở đây đó là đồng nghĩa với chữ Mũ Ni. Chữ Mũ Ni. Rồi chữ qua đó phúc phân ở trên đó, thì nó cũng đại diện hay là nó thay thế cho chữ ga, ga mê ở dưới. Từ cái chỗ đó mình mới thấy đó, đây là một cái mối quan hệ giữa người xuất gia và người tại gia. Vậy thì ở đây nè, Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là gì? Quan na gan thăng túc thăng. Qua nhưng mà có sắc có hương nha, xin thưa quý vị.
Thì có sắc có hương là sao? Hoa mà có sắc có hương thì hoa có sắc có hương ở đây đó được ví như này là người tại gia cư sĩ mà có niềm tin rồi có tài sản. Thử hỏi bà con ha, nếu mà mình không có niềm tin đối với Tam Bảo đó ha, thì khi người xuất gia đó, tức là người tu hành, người ta ôm mình bác tới gần mình đó, thì mình có đặt bát cho người ta được không? Mình có cúng dường cơm nước bánh trái tịnh tài gì gì đó vân vân không? Xin thưa quý vị, rất là khó, và có thể đó là không nữa. Thành ra đó là người tại gia cư sĩ ở đây đó phải là những người có niềm tin đối với Tam Bảo. Thì có niềm tin đối với Tam Bảo thì bây giờ người ta mới gieo nhân nơi Tam Bảo. Do vậy đó người tại gia cư sĩ ở đây đó Phật Maro là xin lỗi Phật Phan là bông hoa đó, thì bông hoa này phải là bông hoa có sắc này và có hương, tức là phải có niềm tin đối với Tam Bảo. Rồi có của cái tài sản nữa, như là cái bông hoa đó nó phải có nhụy đó chứ tôi gì. Chứ còn một bông hoa mà không có nhụy nữa ha, thì con ong nó không có lấy được cái chi cả. Nhưng mà thường đó thì chúng ta thấy hoa nào cũng có nhụy ha. Đó, vậy thì cái nhụy hoa ở đây nè, xin thưa quý vị là cái gì? Là những kết tinh của quá trình lao động, hoặc là cái nhân phước quá khứ. Kết tinh của quá trình lao động hay là nhân phước quá khứ đó chính là của cả tài sản vật chất. Người tại gia cư sĩ đó thì ai cũng vậy, không có nhiều cũng sẽ có ít của cải tài sản vật chất. Và của cải tài sản vật chất họ có đó, đó là do hai nhân. Một là phước quá khứ của họ, và hai là cần lao, tức là lao động để mà có. Thì của cải tài sản vật chất của họ đó giống như là cái nhụy hoa, là cái tốt đẹp đó, xin thưa quý vị. Đó là cái mà người tại gia cư sĩ có. Khi có đó, đó, nếu người tại gia cư sĩ không có niềm tin đối với Tam Bảo thì xin thưa quý vị khó. Chúng tôi không có sử dụng cái từ là không, mà khó. Khó để hộ độ dân cúng đến người xuất gia. Thành ra đó là người tại gia cư sĩ có của cải tài sản vật chất, nhưng cũng phải có niềm tin đối với Tam Bảo, thì lúc đó nó mới hộ độ, mới cúng dường. Rồi người xuất gia ở đây đó giống như con ong. Thì xin thưa quý vị đó, con ong đó, chúng ta biết đó, ở đây nói là con ong, nhưng mà mình hiểu đó, không phải chỉ có một con mà có rất nhiều con loài ong. Thì có con đó là thụ phấn được, nhưng mà có con không thụ phấn được. Thì trong trường hợp này nè, chúng ta hiểu đó ha, ong mà đến với hoa lấy nhụy đó là những cái con ong biết thụ phấn hay là thụ phấn được. Dạ, thụ phấn được. Điều đó có nghĩa là cái gì? Có nghĩa đó là chúng ta hiểu chữ Phamaro ở đây, khi nãy chúng tôi nói đó giống như chữ Muni đó, thì Muni ở đây vậy ha. Mình hiểu là gì? Muni là bậc ẩn sĩ, ở trong chú giải thì người ta chỉ chữ Muni ở đây là bậc thánh. Nhưng mình hiểu rộng ra tí là Đức Thế Tôn này dạy có bốn hạng người tu. Ở đây đó là đang nói đến cái hành động, bốn hạng người tu là người hình thức có tu, tâm có tu. Hạng thứ hai đó là hình thức có tu, tâm không có tu. Hạng thứ ba đó là hình thức không có tu nhưng mà tâm có tu. Hạng thứ tư đó là hình thức không có tu và tâm cũng không có tu. Ở trong bốn hạng này đó, ngài đề cao nhất là cái hạng người hình thức có tu mà tâm cũng có tu. Rồi ngài nói nếu mà không có trở thành được cái hạng người đó, đó thì phải là hạng người hình thức không có tu nhưng mà tâm phải có tu. Tâm có tu là sao? Là cái tâm của người đó, đó ha,
phải hướng đến chỗ từ bỏ tham lam sân hận si mê. Thì muốn hướng đến chỗ từ bỏ tham lam sân hận si mê đó thì phải trang bị cho tâm, cái nội tâm của người đó đó, có các cái pháp lành hay là các cái đức tính tốt, như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng tôi nói gọn bát chánh thôi ha. Quý vị có thể hiểu rộng ra là trang bị cái nội tâm của mình đó, có các cái pháp tính cao thượng khác, là 37 chi phần trợ giác ngộ. Đó, khi đó, đó mới thật sự là cái điều kiện tốt, là thửa ruộng tốt để cho người đại gia cư sĩ gieo hạt. Điều kiện tốt ở đây là giống như những cái con ong mạnh khỏe, hoàn hảo, phụ phấn, cho bông hoa được ra hoa kết trái. Chứ không có, chúng ta nhớ, không phải con ong nào cũng làm cái công việc thụ phấn được. Không phải con ong nào đến với bông hoa cũng cho cái bông hoa đó, đó là được đơm hoa kết trái đâu. Đó thì chúng ta mới từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy ha. Hoa có như vậy đó. Thì nhờ cái con ong đó nó đến với cái bông hoa đó, đó thì bắt đầu là gì? Cho ra quả. Như hoa nhãn đó ha. Thì nhờ ngông đến cái bắt đầu đó là gì? Có ra cái quả nhãn nè. Quả xoài thì ra là quả xoài nè. Kết quả đó chứ gì? Nhưng mà bù lại cái đó là cái con ong đó nó cũng hưởng được cái nhụy. Từ cái chỗ hưởng được cái nhụy đó, cái con ong đem về tổ nè. Rồi nó làm gì đó qua quá trình chế biến chứ gì? Nó mới cho ra mập. Đem lại cái giá trị cho đời. Đó thì mối quan hệ giữa người tu và người tại gia cư sĩ vậy. Đó thì người tại gia cư sĩ nhờ có người tu, có người tu hành đó, thì thành ra lúc đó mình mới được bố thí cúng dường nữa. Thì bố thí cúng dường không phải cho một người, mà bố thí cúng dường cho nhiều người, giống như loài ong vậy đó, chứ không phải một ong nào. Thì khi mình bố thí cúng dường cho nhiều người vậy đó, thì tối thiểu nhất cũng làm cho cái nội tâm của mình nè được trang nghiêm, được thanh tịnh. Nếu mà mình chỉ bố thí cúng dường cho một người thì bây giờ là gì? Sẽ dễ dàng dẫn đến người này là của mình. Người này là của mình. Và rồi cái gì? Người này mà có như thế nào thì bắt đầu là cái gì? Cái tâm của mình đó, nó sẽ bị lui sụp, dẫn đến là chán nản, có thể đó là quán thù quán ghét. Thành ra đó là ở trong cái bài kinh cúng dường có phân biệt đó, Đức Thế Tôn này dạy mình là gì? Cúng dường đến cá nhân thì không bằng cúng dường đến tập thể. Đó thì nhờ cúng dường vậy đó thì dẫn đến gì xin thưa quý vị? Cái quả thứ nhất đó là gì? Là nội tâm của mình đó giảm bớt đi cái sự phân biệt nè, là tham ngã mạn đó. Thứ hai là mình có được cái sự vui, sự an vui nè. Thứ ba, khi mà cái quả nó đổ đó, nhân bố thí cúng dường khiến cho mình là gì? Có nhiều của cải, tài sản về sáu. Đó là nhờ thủ phấn, cái thành ra là gì? Mình có được những cái kết quả đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, có phải dừng lại ở đó không? Khi người xuất gia, người tu hành đó, đi đến với người tại gia cư sĩ, dạ xin thưa, không phải chỉ dừng lại ở đó. Nếu dừng lại ở đó thì cái kết quả nó còn ít quá. Qua việc bố thí cúng dường đó, rồi bắt đầu là gì? Mình còn có thực hành thêm được các cái nhân khác, như là cung kính, lễ lại, phục vụ, thọ trì quy giới, được tính pháp, được nghe người tu hành đó, người ta chỉ bày cho mình cái cách thức sống làm sao đó, để mình được an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại, đời sống sau, và an lạc hạnh phúc cao thượng.
ta từng bước đi lên vậy đấy, xem thú vị. À, thì đó là cái kết quả của cái việc mà mình có nhụy hóa. À, đây là các cái kết quả ha, từ cái việc mà con ong đã đi đến chư quả. À, và rồi này ha, tùy thuộc vào cái việc cái con ong đó, đó sau khi mà nó thụ phấn xong, nó xử lý, nó sử dụng cái nhụy hoa đó như thế nào. Nếu con ong mà sử dụng cái nhụy hoa đó ha, để làm lợi cho nhiều người chừng nào, đó thì cái bông hoa đó nó sẽ được kết hoa ra quả nhiều chừng đó. À, nhưng ngược lại đó, nếu con ong đó đó mà lấy cái phấn đó đó rồi không có đem là lợi ích cho ai cả, thì xin thưa quý vị đó, cái bông hoa đó không ha, hoặc là có kết quả rất là ít. Điều đó có nghĩa là cái gì? À, khi người tu hành thọ nhận cái sự cúng dường của người đại gia cư sĩ xong, nhưng không phục vụ cho đời sống tu hành hướng đến thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh đó, à, thì điều đó có nghĩa đó là người tu hành đó sẽ không có làm lợi được cho nhiều người khác. À, mà đã không có hướng đến ha, thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh thì tức có nghĩa là cái gì, là tham lam sân hận si mê của người đó đó còn nguyên. Dạ, còn nguyên. À, vậy thì người này đã không có được xếp vào trong cái gọi là hạng người tu mà Đức Thế Tôn ngài tán thán, đó tức là người tâm có tu tập. À, do đó, đó trong cuộc đời này khi mà chúng ta giúp đỡ một ai đó, à, của cải tài sản vật chất hoặc là lời nói ha, à, mà khiến sau khi mình giúp đỡ người đó xong mà cái lợi lộc gián tiếp, cái lợi gián tiếp ích cho người đó xong rồi người đó có thể đi giúp ích cho nhiều người nữa đó, thì cái quả mà mình gặt hái về nó mới được nhiều xin thú. À, thành thử ra chúng ta hiểu tại sao đó mà mình cúng dường đến cá nhân ha, cúng dường đến Phật chánh đẳng chánh giác đó, là cái quả của mình thù thắng, là vì rằng Phật chánh đẳng chánh giác đem lại cái lợi ích đó không phải chỉ có cho nhân mà còn thiên rồi hết thảy chúng sinh, nó đem lại cái lợi cho nhiều người quá vậy đó. Thành ra là mình mà hộ độ cúng dường đến cho Phật toàn giác đó, thì mình có được kết quả mỹ mãn nhiều ra vậy. Cái đại ý của cái câu này, câu kệ này là như vậy thôi. Xin thú vị, à, người giữa mối quan hệ giữa người tại gia cư sĩ với người xuất gia, à, người tại gia cư sĩ đó thì là, à, có của cái vật chất hộ độ đến người xuất gia. Người xuất gia đó hưởng, họ hưởng bốn món vật dụng đó là y phục nè, à, cơm nước nè, cốc liêu nè, thuốc trị bệnh, bốn nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống này đó, nhằm phục vụ cho việc thực hành sa môn pháp để hướng đến thành tựu sa môn hạnh, tức là hướng đến từ bỏ tham lam sân hận si mê, trở thành một bậc thánh. Một bậc thánh đó đó sống, à, lợi tha, tức là gì, sống đem lại cái lợi lạc cho nhiều người nữa đó, thì khi đó sự hộ độ cúng dường của người tại gia cư sĩ đó, đó mới thật sự là có kết quả. Và ngược lại, người xuất gia đó thụ hưởng bốn món vật dụng đó, đó cũng mới thật sự là có kết quả. À, thì vấn đề được đặt ra ở đây đó, người tại gia cư sĩ chúng ta hiểu đó, là mình cúng dường đến cho người xuất gia như thế nào thì mình mới có được nhiều kết quả. À, thì chúng ta tham cứu lại cái bài kinh cúng dường vô phân biệt đó, đó cúng dường vô phân biệt. À, xin thưa quý vị đó ha, rồi bên cạnh đó đó mình còn tham khảo, à, cái bộ môn pháp cú mà mình đang học ở đây nè, như là phẩm Bà La Môn nè, phẩm Tỳ Kheo nè, phẩm Sa Môn nè, phẩm Xuất Gia nè,
người có những pháp tính nào thì được gọi là người xuất gia, người có những pháp tính nào thì được gọi là người bà la môn, người có những pháp tính nào thì được gọi là người sa môn. Cứ người có nhiều pháp tính chừng nào, pháp tính ở đây là pháp tính tốt, xin thưa quý vị, mình hộ độ cúng dường cho người đó, đó thì mình có nhiều cái kết quả. Đó là toàn bộ những gì mà chúng tôi hiểu biết qua cái câu kệ pháp cú số 49 này. Xin được chia sẻ đến toàn thể bà con chư Phật tử là như vậy. Thì mong những lời pháp này đem lại cái lợi lạc cho toàn thể chúng ta. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới, bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân mít đính sư.